Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 7 năm 2022 do đơn vị thực hiện là 314,7 tỷ đồng, đạt 137% chỉ tiêu thu nộp ngân sách do Bộ Tài chính giao. Kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến hiện tại đạt 1.276,9 triệu đô la Mỹ. Dự báo số thu ngân sách cả năm sẽ vượt chỉ tiêu khá cao so với dự toán. Bên cạnh việc phân tích đánh giá nguồn thu để có giải pháp phù hợp, Cục Hải quan An Giang đã chủ động công tác thu hồi nợ động thuế, có nhiều biện pháp đôn đốc cưỡng chế phù hợp với từng khoản nợ của từng doanh nghiệp để thu hồi và xử lý nợ đạt kết quả cao nhất. Đối với khoản nợ thuế được phân vào nhóm nợ thuế có khả năng thu nhưng doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý đúng quy định. Đối với khoản nợ thuế mới phát sinh trong năm 2021 sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế. Thời gian qua, Cục Hải quan An Giang có nhiều điểm nổi bật trong các mặt công tác, được Tổng cục Hải quan và chính quyền địa phương đánh giá cao. Nổi bật trong số đó là công tác cải cách thủ tục hành chính, không để xảy ra ách tắc tại cửa khẩu, đơn giản tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại. Đối với công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan An Giang tiếp tục bám sát, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác phòng chống tội phạm. Trong thời gian tới, Cục Hải quan An Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu và nộp ngân sách, tăng cường kiểm tra sau thông quan, kiểm soát rủi ro chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành.